Quý vị và các bạn thân mến, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất được cập nhật liên tục trong 24 giờ vừa qua, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Xin được cảm ơn các quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính trong chương trình. Bắt thành viên tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính thưa quý vị, Trần Hữu Đức tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thu thập thông tin công dân trên địa bàn Nghệ An với mục đích trưng cầu dân ý bầu kẻ đứng đầu tổ chức này làm tổng thống. Chiều ngày 21 tháng 1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Nam Đàn, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Trần Hữu Đức, sinh năm 1964, trú tại huyện Nam Đàn, để điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Hữu Đức tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, cơ quan an ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu cơ quan an ninh điều tra đã chứng minh, làm rõ Trần Hữu Đức tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đây là tổ chức được Bộ Công an công bố là tổ chức khủng bố do Đào Minh Quân cầm đầu, có hoạt động chống đảng nhà nước. Tổ chức khủng bố này hoạt động với phương châm ba sạch, đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Mục đích là thay đổi thể chế chính trị, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trần Hữu Đức thu thập thông tin các công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An để chuyển cho tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với mục đích trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống, khôi phục chế độ ngụy quân, ngụy quyền đã bị lật đổ. Cơ quan an ninh điều tra đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Đức để điều tra mở rộng. Cuồng ghen, người đàn ông châm lửa đốt nhân tình. Kính thưa quý vị, ngày 22 tháng 1, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1973 tại Bình Định, 9 năm tù về tội tước đoạt tính mạng người, 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội vô ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt bị cáo Thanh phải chấp hành là 9 năm 2 tháng tù. Theo nội dung vụ án, khoảng năm 2016, Nguyễn Văn Thanh và bà Võ Thị V quen biết nhau khi đi bán đậu vọng dạo và nảy sinh tình cảm. Trong thời gian quan hệ tình cảm, Thanh thường xuyên ngủ qua đêm tại phòng trọ của bà V. Đến khoảng năm 2019, bà V không cho Thanh đến phòng trọ và thường xuyên lớn tiếng đuổi Thanh về. Thanh nghi ngờ bà V có quan hệ với người khác dẫn đến mâu thuẫn. Đêm ngày 26 tháng 8 năm 2019, sau khi uống rượu với bạn về, Thanh chạy xe máy đến phòng trọ của bà V ngủ nhưng bà không đồng ý. Trên đường về, Thanh thấy một can nhựa vứt bỏ ngoài đường nên nảy sinh ý định mua xăng đốt phòng trọ của bà V rồi tự tử. Rạng sáng ngày hôm sau, Thanh mang can nhựa đi mua 30.000 đồng tiền xăng, chiết ra một chai nhựa và đến gõ cửa phòng trọ của bà V. Bà V không mở cửa nên Thanh đã châm lửa vào chai xăng, quăng vào trong phòng qua cửa sổ. Thấy lửa cháy, bà V mở cửa chạy ra ngoài chi hô. Thanh thấy cháy nên chạy vào dập lửa, một tay vẫn xách theo can xăng. Khi đang dập lửa thì can xăng trên tay bị cáo bùng cháy. Thanh dùng chân đá can xăng khiến xăng bị đổ vào người ông Trịnh Văn V, là hàng xóm đang đến chữa cháy, khiến cho người này bị bỏng, thương tích 41%. Sau đó, Thanh ra ngoài lấy xe bỏ đi. Đến 10 giờ cùng ngày, bị cáo đến công an phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức đầu thú. Chủ nhà trọ nơi Thanh dùng xăng đốt từ chối giám định tài sản nên không có căn cứ xử lý Thanh về hành vi hủy hoại tài sản. Tại tòa, bị cáo Thanh tỏ ra ăn năn hối cải và thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Luật sư bào chữa cho bị cáo Thanh cho rằng bị cáo không có ý tước đoạt đi mạng sống của bị hại, mà chỉ đe dọa nhằm mục đích gắn kết tình cảm. Từ đó, luật sư đề nghị hội đồng xét xử đổi tội danh sang tội đe dọa tước đi mạng sống người đối với bị cáo Thanh. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội tước đi mạng sống của người khác, thuộc trường hợp bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người, mang tính chất côn đồ, bị hại không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác mà còn gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần được xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, hội đồng xét xử cũng ghi nhận cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ
như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt. Bị hại có đơn bãi nại để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Vụ sới bạc khủng ở biên giới, bắt tạm giam thêm 6 đối tượng. Kính thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố thêm 8 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 6 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc. Các bị can bị bắt tạm giam gồm có Nguyễn Thành An, tự là Tèo, sinh năm 1993, Phạm Văn Sang, tự là Nhã, sinh năm 1990, Nguyễn Văn Cới, sinh năm 1981, cùng trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, Lâm Nhớ, sinh năm 1992, trú tại phường Châu Phú B và Lê Thanh Bình, sinh năm 1988, trú tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, Đỗ Trọng Hiền, sinh năm 1986, trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, cùng hành vi tổ chức đánh bạc. Đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra đối với bị can Nguyễn Trọng Anh, tự là Bầu, trú tại thị trấn An Phú, huyện An Phú, có hành vi tổ chức đánh bạc, và Nguyễn Thị Hen, sinh năm 1995, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, có hành vi gá bạc. Trước đó, trưa ngày 2 tháng 8 năm 2020, tại khu đất trống thuộc xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an, ập vào bắt giữ 169 đối tượng liên quan tới tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tang vật thu giữ trên 645 triệu đồng tiền tại hiện trường và trong người các đối tượng, 15 con gà trống, 165 cặp cựa, 6 hộp xí ngầu, 1 chén sành, 1 bộ bài 52 lá, 5 xe ô tô và 72 xe mô tô cùng nhiều tang vật liên quan khác. Tiến hành khám xét khẩn nơi ở của Nguyễn Ngọc Thuận, sinh năm 1969, trú tại địa phương, là người đứng ra tổ chức sới bạc trên, lực lượng công an tiếp tục thu giữ trên 312 triệu đồng tiền mặt. Trong quá trình điều tra, Thuận khai nhận đã thuê nhiều người cùng Thuận tổ chức sới bạc trên, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thuận cùng 13 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, cho cam kết bảo lãnh các đối tượng có hành vi đánh bạc và liên quan để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Ông Đinh La Thăng xuất hiện tại tòa vụ án thứ tư. Kính thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí PVP. 12 bị cáo hầu tòa gồm có Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC và nhiều cựu lãnh đạo nhân viên của PVB. Từ sáng sớm, an ninh tại khu vực bên ngoài phiên tòa được thắt chặt. Các bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khi đến tòa đều phải qua cửa an ninh kiểm tra. Lúc 7 giờ sáng, bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm bị tạm giam được xe đặc chủng áp giải đến tòa. Phiên tòa ngày hôm nay, ông Thăng mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang. Trong khi đó, Trịnh Xuân Thanh cầm theo một tập tài liệu khá dày trên tay. Đây là vụ án thứ tư ông Thăng bị truy tố và xét xử, còn Trịnh Xuân Thanh hầu tòa trong vụ án thứ ba. Trước đó, ông Thăng đã bị tuyên tổng cộng các bản án là 30 năm tù, Thanh lãnh án chung thân. Theo cáo trạng, ngày 17 tháng 7 năm 2007, Hội đồng Quản trị PVN có nghị quyết giao cho Tổng Giám đốc PVN xây dựng đề án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ethanol nguyên liệu ở phía Bắc. Tiếp đó, với vai trò Chủ tịch Tập đoàn, ông Đinh La Thăng ký nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với phương thức thành lập Công ty Cổ phần làm chủ đầu tư. Tháng 9 năm 2008, PVB phê duyệt hồ sơ mở sơ tuyển gói thầu TK05 xây dựng nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu. Lúc này, Trịnh Xuân Thanh ký văn bản gửi PVB đề nghị hạ một số tiêu chí đánh giá về năng lực kỹ thuật, năng lực tài chính, kinh nghiệm nhà thầu nhưng không được chấp thuận. Để có thể tham gia dự tuyển gói thầu, PVC thành lập liên danh PVC Alpha Laval
Delta T. Tuy nhiên, thời điểm đóng hồ, 6 nhà thầu tham gia ứng tuyển trong đó có liên danh PVC, Alfa Laval, Delta T đều chưa đạt đủ các tiêu chí. Đáng chú ý, mặc dù biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực ethanol, nhưng ông Thăng cũng đã chủ trì nhiều cuộc họp để định hướng việc giao thầu cho PVC theo như đề nghị của Trịnh Xuân Thanh. Dựa trên chỉ đạo này, Trịnh Xuân Thanh quyết liệt yêu cầu thuộc cấp gửi văn bản đề nghị PVN và PVB xin chỉ thị thực hiện dự án. Về phía mình, ông Thăng bút phê chỉ đạo cấp dưới giải quyết theo chủ trương chung của tập đoàn. Thực hiện chỉ đạo của ông Thăng, PVB không tổ chức đấu thầu theo kế hoạch, mà lập hồ sơ để chỉ định thầu cho liên danh PVC, Alfa Laval và Delta T. Cáo trạng nhấn mạnh quá trình thực hiện, PVB đánh giá liên danh của PVC không đạt rất nhiều tiêu chí, nhưng ông Thăng vẫn chỉ đạo việc đồng ý chủ trương giao cho liên danh thi công gói thầu. Vì không đủ năng lực, dự án nhà máy ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ. PVC sau đó cũng đã có báo cáo thừa nhận liên danh của mình không đủ năng lực để thực hiện dự án. Tháng 3 năm 2013, PVC đơn phương dừng thi công dự án khi chưa có hạng mục nào hoàn thành. Lý do bởi gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Viện Kiểm soát xác định PVB đã dùng gần 1.500 tỷ đồng để thực hiện dự án, trong đó vay ngân hàng 754 tỷ đồng. Thiệt hại trong vụ án là toàn bộ số tiền lãi phát sinh mà PVB đã phải trả và còn phải trả cho các ngân hàng từ khi dự án dừng thi công cho tới ngày khởi tố, tức hơn 543 tỷ đồng. Ông Đoàn Ngọc Hải gửi tâm thư về hố tử thần ở Hà Tĩnh. Kính thưa quý vị, khi dừng nghỉ chân tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ông Đoàn Ngọc Hải lo lắng khi thấy có nhiều miệng cống sâu nguy hiểm xuất hiện bên trên đường. Ông đã gửi tâm thư tới lãnh đạo địa phương này. Theo đó, vào lúc rạng sáng ngày 21 tháng 1 năm 2021, trên hành trình thiện nguyện của mình, ông Đoàn Ngọc Hải đã dừng chân tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Khi ông Hải đang chạy bộ thể dục tại đây thì buộc phải dừng lại vì phát hiện trên tuyến đường xuất hiện những hố sâu hết sức nguy hiểm. Mình đã phải từ bỏ ngay ý định chạy bộ trên vỉa hè khi đèn đường không được bật, trời lạnh và tối. Mình đang dò dẫm vì có linh cảm nguy hiểm thì phát hiện những hố sâu, những hố đào không được đậy nắp như thế này gần ngõ 306 đường Lê Đại Thành, gần trường tiểu học Hưng Chí. Ngoài ra, ông Đoàn Ngọc Hải cũng phản ánh vỉa hè lôi lõm cập kềnh, không có lối lên xuống cho người khuyết tật, người mù. Có đoạn vỉa hè vênh nhau, độ cao lên tới 1 mét, cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tai nạn chết người. Mình có thể khẳng định các bạn không có tinh thần trách nhiệm và đã rất vô cảm với nhân dân. Nói các bạn đừng cười, nếu mình là bí thư hoặc chủ tịch thị xã này thì mình sẽ cách chức các bạn ngay lập tức. Liên quan đến nội dung ông Hải phản ánh, ông Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh cho biết đã nhận được tâm tư phản ánh về hố sâu nguy hiểm xuất hiện trên đường của ông Đoàn Ngọc Hải. Vị trí xuất hiện hố ga thuộc phường Hưng Chí, có một cái hố ga do trước đó bị xe tải chạy lên nên bị vỡ. Ngay sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã yêu cầu ra soát lại và khẩn trương khắc phục, ông Nguyễn Hoài Sơn cho biết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh cũng nói thêm, tuyến mương dọc quốc lộ 1A thuộc Cục Đường Bộ Quản lý và chính quyền địa phương cũng đã liên hệ để phối hợp xử lý. Chúng tôi rất cảm ơn những phản ánh của người dân, chúng tôi tiếp thu và đã yêu cầu khắc phục xử lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh chia sẻ. Ông Trump và lời hứa hẹn sẽ sớm trở lại. Kính thưa quý vị, mặc dù đã mãn nhiệm, nhưng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được đánh giá là vẫn có những ảnh hưởng đáng kể tới chính trường Mỹ trong nhiều năm tới. Giới chuyên gia nhận định, nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump chính thức khép lại vào trưa ngày 20 tháng 1 vừa qua. Trước khi rời Washington, ông Trump đã có bài phát biểu chia tay tại căn cứ không quân Andrew. Trong bài phát biểu, ông đã tổng kết lại những thành tựu trong nhiệm kỳ và gửi gắm lời chúc tới chính quyền kế nhiệm. Trước khi lên chuyên cơ lần cuối cùng để bay đến Florida, ông Trump nói với những người ủng hộ rằng "Tôi sẽ luôn chiến đấu vì các bạn, tôi sẽ dõi theo, tôi sẽ lắng nghe và tôi sẽ nói với các bạn rằng tương lai của đất nước này chưa bao giờ tốt hơn. Đây chỉ là một lời chào chia tay, chúng tôi yêu các bạn, chúng tôi sẽ trở lại bằng cách nào đó." Tuyên bố của ông Trump làm dấy lên đồn đoán ông sẽ tìm cách trở lại chính trường ngay cả khi ông đang đối mặt với phiên xét xử luận tội tại Thượng viện, dự kiến hoãn đến đầu hoặc giữa tháng 2. Nếu bị kết tội, kích động bạo lực,
ông Trump có thể bị cấm gia nhập chính trường trở lại. Dẫn nguồn thạo tin với ông Trump cho biết, trước mắt, ông Trump có thể sẽ tập trung cho quá trình xét xử. Ông được cho là đã thuê một luật sư có tiếng tăm để giúp ông bào chữa trong quá trình xét xử tại Thượng viện. Sau khi ổn thỏa, ông Trump có thể sẽ tái xuất với các hình thức như trả lời phỏng vấn truyền thông, tìm kiếm một mạng xã hội khác để làm công cụ phát ngôn sau khi ông bị Twitter, Facebook và hàng loạt mạng xã hội cấm cửa. Mặc dù những kế hoạch này của ông Trump mới đang dần dần hình thành, song ông được cho là vẫn tích cực tham gia vào các vấn đề chính trị, trong đó bao gồm việc tìm cách trả thù những thành viên của Đảng Cộng Hòa đã quay lưng với ông ở những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Ngoài ra, ông Trump tiếp tục để ngỏ khả năng tái tranh cử vào năm 2024. Khảo sát của Gallup cho thấy, mặc dù tỷ lệ ủng hộ ông Trump khi mãn nhiệm là 34%, nhưng tỷ lệ ủng hộ của ông trong Đảng Cộng Hòa vẫn ở mức 82%. Ngay cả khi bị một số thành viên của Đảng Cộng Hòa quay lưng, tầm ảnh hưởng của ông Trump trong đảng này vẫn đảm bảo ông sẽ còn có tác động lớn đến các vấn đề chính trị trong nhiều năm tới, đặc biệt là khi Đảng Cộng Hòa tìm cách giành lại quyền kiểm soát Quốc hội sau khi để mất Thượng viện trong cuộc bầu cử vừa qua. Nguồn tin của thời báo phố Wall cho hay, ông Trump có ý định lập một chính đảng mới với tên gọi Đảng Ái Quốc trong nỗ lực tiếp tục vận động sức ảnh hưởng của ông sau khi rời Nhà Trắng. Giới quan sát cho rằng, nếu đây là một kế hoạch nghiêm túc, đó sẽ là một kịch bản không mong muốn của Đảng Cộng Hòa. Theo giới quan sát, ông Trump có nhiều sự ủng hộ từ những người không liên quan sâu sắc tới Đảng Cộng Hòa trước chiến dịch tranh cử năm 2016. Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông Trump đã giành được hơn 74 triệu lá phiếu phổ thông, bất chấp việc chính quyền của ông hứng không ít những chỉ trích bởi các chính sách gây tranh cãi. Những di sản mà ông ấy đã mang lại cho 4 năm nhiệm kỳ sẽ không thể xóa bỏ một sớm một chiều. Nó sẽ còn tác động đến lối tư duy của nhiều người về các vấn đề chính trị ở Mỹ. Chas Hanskinson, giáo sư về khoa học chính trị của Đại học Công nghệ Virginia nhận định.